Trung Kiên Audio xin kính chào quý khách. Vâng, thưa quý vị anh chị và các bạn, đã có khách vị khách đoán trúng số rồi các bác nhá. Đấy, nhiều bác cũng comment ở trên cái bài của em, đó là đoán ba số khó thế ai mà đoán trúng được. Thì cũng xin thưa các bác luôn là thôi mình vui chơi thì nhiều khi nó cũng phải khó một tí chứ. Bảo đoán cho các bác đoán hai số thì bác nào cũng đoán trúng thì em lấy đâu lắm giải mà em trao cho các bác hết được đúng không ạ? Nhưng mà mình làm là chơi vui là chính thôi. Thế tuy nhiên thì em chơi series này series thứ tư. Thì 4 lần chơi thì cũng có 2 người trúng rồi. Thế thì cũng tỷ lệ cũng là 50-50, thế là ok rồi các bác nhá. Đấy, lần này thì có một bạn khách đã đoán trúng. Đây đó, cái tờ tiền nọ đây. Đây các bạn nhìn cái số series đúng của nọ nhá. Mấy số đầu giống hệt nhá. Nếu còn 3 số cuối của nọ mình bị tay vào thì hôm nay mình công bố đây là số 660 bạn nhá. Đấy, 660. Thì đã có một bạn đây. Bạn ấy nick của bạn cũng nhiệt tình đoán. Đấy, đoán mấy lần rồi. Đây, trong số mấy lần đoán của bạn thì có một lần bạn đoán số là đây. 660 bạn nhá. Đấy. Đấy thì bạn nào là chủ của cái kênh này, của kênh là Phạm Tuấn Vlog này thì bạn chủ động là nhắn tin vào Zalo của mình là 0975 575 262 để mình liên lạc và xin địa chỉ để mình trao quà nhá. Đấy, bởi vì trên cái bình luận của bạn mình không để số điện thoại. Đấy thì cũng nói luôn các bác là em đã nói trong các cái video chơi cái trò chơi rồi, đó là không giới hạn số lần đoán, miễn sao các bác đoán mỗi lần cách nhau 30 phút là được. Đấy, chứ nhiều bác đoán mỗi lần thôi xong các bác kêu khó quá. Thực ra thì các bác cứ đoán nhiều lần vào, đoán 5 lần, 10 lần, 15, 20 lần chả vấn đề gì cả. Mỗi lần cách nhau 30 phút là được. Đấy thì cái cơ hội trúng của các bác cũng sẽ rất là cao thôi, không có gì cả. Nếu như bạn Phạm Tuấn thì bạn cũng đoán rất là nhiều. Và may mắn là một lần đoán của bạn cũng đã trúng. Đấy thì cũng xin là chúc mừng bạn. Đấy. Thế còn sau series 4 này thì em sẽ làm tiếp tục series 5 là tiếp tục lại là đoán số trúng quà tiếp, và em sẽ xem cái món quà nó vui vui thì em lại tiếp tục em lên để em chia sẻ và trao quà cho các bác nhé. Thế các bác hoan hỉ và lại ủng hộ kênh của Trung Kiên Audio. Đấy, xin cảm ơn tất cả các bác và anh em, và xin mời bạn inbox vào số Zalo của mình là số 0975 575 262 để nhận quà bạn nhé. Xin chúc mừng bạn. Rồi, xin chào các bác.